Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp Noel rồi năm mới sắp đến, em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc, một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay 24 tháng 12 năm 2019, nhân cái bữa đi làm về và đi ra hướng khu vực chợ lớn này, thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi thăm một ngôi nhà thờ mà nơi đây gắn liền với lịch sử hình thành Sài Gòn chợ lớn, và đó là nhà thờ Cha Tam. Và hôm nay chúng ta đang đứng đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, và theo hướng camera chúng ta sẽ đi về bùng binh Châu Văn Liêm. Chúng ta đang đứng đây là công viên Cửu Long, công viên rất là lâu đời ở vùng đất Sài Gòn này, Sài Gòn chợ lớn này rồi nè. Đó. Công viên có hình con rồng ở giữa, nhưng mà buổi tối thì công viên con rồng không có phun nước, nên chúng ta thấy không có nổi trội cho lắm ở khu chợ lớn này. Đó, và Sài Gòn bây giờ là hơn 7 giờ. Và bây giờ chắc có lẽ bà con đi lễ rất là đông ở nhà thờ Cha Tam này. Và có một cái tên khác ngoài nhà thờ Cha Tam, đó là nhà thờ Francisco Xavier, một tên thánh cũng được đặt tên cho nhà thờ này. Chúng ta đang đứng ở đây là mặt đường Hải Thượng Lãn Ông nè. Khu này thì có nhà hàng Á Đông, và đi tới một tí thì có chợ Kim Biên. Ngoài đây thì không có đông đúc tấp nập như là ở ngoài trung tâm Sài Gòn, nhưng mà đâu đó thì cũng là một hình ảnh về quê nhà gửi các anh chị và các bạn. Hình ảnh của cổng chào công viên Cửu Long nè. Hôm nay là ngày tất cả các gia đình có đạo Công giáo đều đi lễ nhà thờ. Rồi sau khi đi lễ xong thì gia đình sẽ quây quần bên nhau để cùng thưởng thức món ngon nào đó. Và đâu đó cũng còn có những hình ảnh ngoài đường của những người lao động, của những chú đạp xích lô nè. Họ không có một cái ngày Noel hay là ngày Tết gì cả, chỉ là trên chiếc xe này thôi. Hy vọng là đâu đó họ cũng có niềm vui của mình. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình đi đến nhà thờ Cha Tam. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Học Lạc. Con đường này đi thẳng đến bến, ủa không phải, thẳng đến nhà thờ tòa nhà Thuận Kiều. Trời ơi, lẹo lưỡi luôn. Chúng nó nói bến Ninh Kiều á. Đó. Ta nhìn lại con đường Trang Tử nè. Ở cái đoạn này là đường Trang Tử nha. Xin tới một tí là Hải Thượng Lãn Ông. Qua trường Trần Bội Cơ là đường Trang Tử. Đó, đường Trang Tử nối dài đến bến xe Chợ Lớn. Thẳng hướng này là bến xe Chợ Lớn nè. Bến xe buýt ngày nay nó con đường Trang Tử bán rất là nhiều bao bốn. Chúng ta tiếp tục. Ở đây xe rất là đông. Chúng ta thấy hình ảnh ở Sài Gòn xe cộ tấp nập ghê chứ. Chúng ta sẽ đi bên đây. Và con đường Học Lạc này ban ngày bán rất là nhiều
xà bông rồi các vật dụng trong nhà đó, xà bông rồi bột giặt, ôi xà bông thuốc tẩy rồi thuốc nước xả, bột ngọt rồi thuốc lá, dầu ăn, nói chung là bán sỉ rất là nhiều các mặt hàng gia dụng, xà bông rửa chén, xà bông giặt đồ. Và nhà thờ Chợ Tam là một trong những nhà thờ mà được xây dựng theo kiến trúc của Pháp và có những cái hàng chữ hoa. Hình như nhà Sài Gòn thì có hai nhà thờ có cùng kiểu thôi. Thứ nhất là nhà thờ Chợ Tam và thứ hai là nhà thờ Đức Bà Hòa Bình ở đường Nguyễn Thái Bình đó, ở ngoài quận Nhất. Và nơi đây cũng gần cái chợ Đồng Khánh nè, chợ Sói Kình Lâm đó. Rất là đông, rất là đông các giáo dân đi lễ. Theo hướng này là chợ Sói Kình Lâm nè, chợ vải nè. Thẳng ra kia là đường tòa nhà Thuận Kiều. Rất là đông luôn. Bên cánh trái chúng ta đó là ngôi nhà thờ nè. Rồi chúng ta cùng vô nhà thờ nhé. Đó, nhà thờ trang trí cũng rất là lộng lẫy. Mấy ngày trước thì nhà thờ đang sửa chữa lại cái phần chỗ học giáo lý. Ngày nay thì xong rồi phải. Rất là đông luôn. Hàng đá nè. Đi vô trong thêm thế nào nha. Đông quá. Rất là đông luôn. Lần 6-7 ở lần đến mời cộng đoàn đứng. Nhân dịp cha và con và thánh thần, Đức Chúa Trời, các thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. Kính mừng Maria đầy ơn quá Đức Chúa Trời cùng bà con phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà con phước lạ. Thấy thì hơn nữa không? Thank you.
cho quay ngồi từ đây xuống thế làm người. Kính mừng Maria đầy ơn quá đức Chúa Trời ở cùng bà và con phước la hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng là một phước la. Lạy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn Chúa xuống trong linh hồn chúng con là che đã nhờ lời thánh thiên toàn truyền mà biết cả Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin người công ơn con Chúa chịu người chết trên tay thánh gia cho chúng con để sau khi sống lại sẽ nên ở bên nhé cũng vì công việc Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con thầy vì danh Chúa nhân từ cho nên để linh hồn được lên chúng nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Lại, ngồi cuối dưới này được. Nhưng mà có gái ngoại mà. Hết rồi, cái chồng đó ai lấy đi rồi. Rồi, đem vô đi. Sáng cũng chạy được à, cũng thôi. Ở đó kìa. Ở phía sau cuối nó ngồi được hả lại? Đây là tiết mừng vĩ đại và là một nhịp của tình yêu cao vời. Một nhịp Giáng sinh mời gọi chúng ta trở về với máng cỏ đơn sơ khó nhiều, với tâm tình khiêm nhu hoán cải và đổi mới để đón nhận bình an, tình yêu và ân sủng mà Con Thiên Chúa mang đến cho chúng ta. Trong đêm thánh này, chúng ta cầu xin cho mỗi gia đình và toàn giáo xứ được nhiều nhất trong tình thương, cùng mở rộng ra gồm lòng Chúa Giáng sinh, nhưng chắc được một đêm 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 xưa. Chúng tôi cầu đồng đêm cùng hát ca một người. Và nhà thờ đang làm lễ nên thành ra chúng ta cũng không có nói gì nhiều ha, chỗ tôn nghiêm. Hy vọng những hình ảnh này cũng gợi nhớ đến các anh chị nhiều điều. Khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn, mình cũng có đôi ba lần đi lễ như thế này, lễ đêm Noel, thánh lễ. Xin mời quý vị nghe và một lần nữa xin đề hơn bao giờ hết chúng ta được đồng hành để khi mà có rất là đông các giáo dân. Và để
Phía trước là cổng Học Lạc đó, cổng ra nhà thờ đó. Rồi chúng ta đi xuống dưới nha. Và kết thúc video ngày hôm nay ở con đường Học Lạc, một số hình ảnh ở nhà thờ Cha Tam, nhà thờ Francisco Xavier gửi cô chú anh chị và các bạn. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho ân ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm suy dẫn, mai sau cũng được cùng Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Đức Thần đến muôn thuở muôn đời.
đang sống trong cảnh vô định. Tuy nhiên đang trôi qua một chiếc mắt của mơ rồi. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và có mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.